Hello. Hello À không, từ hello cô Xuân thôi. Hôm nay gọi là bất chợt lên mạng xã hội thấy rằng là học sinh bây giờ có nhiều cái ngôn ngữ đặc biệt các là ngôn ngữ liên quan đến tiếng Anh. Oh. Tôi muốn gọi là tham khảo ý kiến của cô Hoàng Xuân xem cô có đủ tuổi tin không để trả lời những cái câu liên quan đến tiếng Anh. Nếu Oh. mà tôi đọc tiếng Anh không được thì tôi đọc bằng tiếng Việt. Ý thầy là nhiều khi thấy các bạn ấy nhắn tin với nhau đúng không? Đúng Thì các rồi. bạn ấy có sử dụng một số những cái ký hiệu viết tắt đúng không thầy? Ừ. Đúng rồi, ví dụ nhưng có cái từ mà tôi hiểu nghĩa mà tôi không biết đấy là từ gì. Đó là what the Cái chỗ này là phải bíp bíp đấy thầy ạ. fuck. À, chỗ này bíp bíp. Thôi cái này chắc là mọi người hiểu rồi thì chúng ta chuyển sang cái từ khác. À, ví dụ những cái từ khác ví dụ là nó BTW. BTW không biết là cái gì cả. Từ Đây, đấy. đây này, đây là BTW. Đọc lướt qua tưởng biên tập viên nhưng không phải. Đây là tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt. Cô giải nghĩa giúp ạ. Từ này chính là viết tắt của by the way. By the way. Nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nó được dùng khi mà chúng ta đang trò chuyện đúng không? Thế sau đó tự nhiên em nghĩ ra một cái gì đấy. Đấy, chúng ta đang nói về một câu chuyện nào đó đúng không? Sau tự nhiên em nghĩ ra một cái gì đó mà nó không liên quan đến câu chuyện chúng ta đang nói. Đấy thì em sẽ nói là oh by Nhìn chung là đau đầu lắm, the tiếng Việt nó way. nhanh. Đấy. Nói chung by the way có nghĩa à mà này anh này. À mà này, à mà này, nói như thế có phải dễ không? Rồi cô ý thứ hai, cô chuẩn. À, có một cái từ nữa mà nhìn ở đây là toàn nghĩ đến tiếng Việt thì. Đấy là thầy có đầu óc đen LOL tối. tức là LOL là game, ai chả biết game, vậy thì tiếng Anh là gì? Cái từ này á. Thế thầy nghĩ trong tiếng Việt là gì vậy? Tiếng Việt là chỉ ấy thôi, tiếng Việt là thì là LOL thôi. LOL. Này cũng là một cái ký hiệu viết tắt trong tin nhắn của các bạn. LOL à? Gọi tiếng Anh gọi là LOL. Ôi trời. Thế thì cái này là viết tắt của từ laugh out Laugh. loud. Laugh cười á. À, tức là Cười. cười to. Nói chung là từ này có À, nghĩa cười là kiểu to. cười Tức là to, như cười. cô Duân lúc nãy gọi là LOL. Đấy Nhưng cũng mà kiểu như kiểu ui buồn cười thế. buồn cười Đấy, thế cái đó. đúng không? Như cái này là sử dụng trong ngôn ngữ kiểu chat chít nhá. À, chat chít tức là không Thì không nó thể hiện là ui tao đang buồn cười lắm đây. Đấy, kiểu Rồi, nhưng thế. mà chúng ta toàn nghĩ cái này là từ đặc biệt đúng không? Chỉ có những ai đầu óc đen tối như thế mới Không nghĩ ạ, thế không ạ. thôi. Chúng tôi chơi thấy trẻ đang chơi game LOL. Không biết LOL là gì thì tôi sẽ hỏi cái bạn chơi game sau. Có một từ nữa tôi cũng rất là băn khoăn. Có những từ tôi biết đấy. Ví dụ như là F. To F. Đấy. Mặt đối mặt. Không. Mặt đối mặt. Không cần phải nói tiếng Anh nữa thì toàn biết Thế đấy. thì theo thầy mặt đối mặt là gì? Face to Thầy giỏi nhờ, thầy face. giỏi các em nhờ. Nhưng mà có cái từ mà tôi chỉ nghĩ đến rượu thôi. XO. Tôi nhìn trong cái chai rượu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng Xô. rồi. Có vẻ như là tên một loại rượu đúng không? Loại rượu XO đấy, loại rượu đặc biệt của nước ngoài đấy. Thế thì tiếng Anh là gì ạ? Đây cũng là một cái ký hiệu rất là hay. Cái này thì thường dùng khi mà kiểu sau sau khi mà chat chít xong kiểu tạm biệt ý, bắt đầu XOXO nữa. Nhầm nhầm nó không phải tạm biệt này. Tạm biệt với cái là mệt đấy ạ, cũng thế được. Nói chung cái này là nói chung cái này có nghĩa là hugs and kisses. Hugs and kisses có nghĩa là ôm và hôn. Đấy, chúng ta Thôi sẽ nhá, hôm nay không để mô nhá, thôi nhá, thôi. Vâng. cái này có thể để cuối thư hoặc là ở cuối một cái Có một từ thầy Toàn dịch được. Không phải là PMG là trọng lượng đâu. Đây là ống máy gọt. Ôi mình thầy ngạc nhiên. thầy ngạc nhiên tôi là oh my Oh god kiểu thế chứ. my Hoặc là cái từ này người ta cũng có thể nói là OMG. god. Có một từ nữa là không, tôi cũng không biết là hay ký hiệu ở trong tin nhắn hoặc là cái caption ấy. Hình như cái từ này đúng không ạ? Tái bút, tái bút. Nó tại nghĩa là tái bút, về từ này cũng có phải kia tạo hiệu là tái bút đúng không ạ? Đúng rồi. Ủa, cũng là tái bút. Vậy quan trọng là từ này là gì? À, cái từ này là viết tắt của postscript. Postscript. Thực ra là mình dùng rất là nhiều, không hiểu tại Nói chung sao dùng từ mình đấy. cứ nào là PS cũng được. Dùng theo thói quen. Nói chung Đó. là kể cả mình nói tiếng Anh thì mình vẫn nói là PS. PS. Nó có nghĩa là tái bút thế thôi. Thì nó là viết tắt của postscript. Thôi không cần hiểu, tái bút. Chấm hết. Thêm một vài từ nữa. À, tôi đọc cái từ này tôi toàn YOLO. Tôi cứ nghĩ là cái hãng hãng áo. Em lại tưởng là sữa chua, À, hãng sữa YOLO sữa chua. chua. Mà không hiểu nó là gì. Cái này là một khẩu hiệu của các bạn trẻ đấy. Cái này là you này, You. only này. You.
Úi giời, tiếng Anh chuẩn không? Ừ, sau đó là sống, là từ sống là từ gì? Sống. Sống à? Ừ. Từ sống ấy, sống ở trên đời này ấy, sống á. Không phải là live nhá, live đúng live. Không? Và có nghĩa là trực tiếp đó đấy. Ờ à, đúng rồi, không phải là nghĩa là trực tiếp. Nói chung là ok, nếu mà là tính từ ấy, đúng không? Hoặc là trạng từ nữa là trực tiếp. Thế còn cái này là gì nhỉ? Đang hỏi cô đấy. Once. Once. Tưởng thầy biết. Đúng không? À. Đúng rồi. Đúng rồi. You only live once. Có nghĩa là gì hả thầy? Có nghĩa là chỉ một lần sống trên đời. Ừ, bạn chỉ sống có một lần thôi. À. Bạn chỉ sống có một lần thôi. Có nghĩa là đây là một cái câu khẩu hiệu ý, nói rằng là sống có một lần thôi cho nên là ăn chơi thoải mái đi. Tẹt ga đi. Tẹt ga đi. Thầy mà khuyên các em học sinh thấy là chết dở ấy, các bậc phụ huynh vào thế là mắng chết dở đấy. Còn câu này có nghĩa là gì? Mình làm gì cũng phải làm hết mình, đúng không? Sống hết mình. Nhưng mà sống hết mình với mục đích cao đẹp chứ không phải là sống hết mình theo cái nghĩa buông thả. Đấy, mình phải học hết mình này, làm việc hết mình này, chơi hết mình này, kiểu như thế. À, còn một từ nữa là rất dễ nhiều bạn nhầm lẫn, đó là từ tôi cứ tưởng là hand là tay. Không biết từ viết tắt của cái gì ạ? Cái này như là have a nice day. Tức là chúc mừng, chúc một ngày tốt lành. Chúc một ngày tốt lành kiểu thế. Tốt lành chứ không phải đưa tay đây nào. À, một từ nữa mà chúng tôi nhầm sang cái mã OTP. À không phải. Ờ đúng rồi. OTP. Mà OTP là cái gì thế này? Mã OTP mà ngân hàng gửi vào để chúng ta xác minh để chuyển khoản cho người khác. À, đúng rồi, thằng nào nghe quen. Nhưng mà không biết có phải đúng theo nghĩa như thế không ạ? Cái mã OTP. Có thể, nhưng mà ở đây nếu mà theo ngôn ngữ các bạn tuổi teen thì nó có thể có nghĩa là on the phone. On the phone. On the phone có nghĩa là đang nói chuyện điện thoại nhá. Đang nói chuyện điện thoại, không nói tí nữa quay lại sau nhá. Kiểu mình đang chat đúng không? Thì bạn mình đang hỏi cái gì đấy, xong mình đang bận nói chuyện điện thoại. Nhớ đấy. Là khi mà người ta comment này thì đừng nhắn luôn cái mã ngân hàng gửi nhá. Ngân hàng gửi về là gửi luôn không được rồi. Tôi đang bận nghe điện thoại, lúc khác gọi lại. À, một cái từ nữa mà trong vật lý của tôi là tôi mới nhìn thấy tưởng là từ sai tầm, tức là một cái ký hiệu. Không phải. À, cái này là viết tắt của cái gì nhỉ? Không biết à? Cô không biết đấy. S-Y-S. S-Y-S. Từ này là viết tắt của gì? C. You soon. À, đúng rồi. See you soon. See you soon. Sớm gặp lại. Đúng rồi. Thế còn một cái cụm từ là see you later nữa. Thầy có biết không? Không. See you later. See này, you này. Later. See. No. Viết tắt của C. À. U. No. U. U. Chữ U. À. Gì ạ? Đúng rồi. Sau đó số 8. À. Sau đó chữ L. Là gì? Đấy. Cũng là see you later. À. Tức là cũng vẫn cùng nghĩa với anh này. See you soon. See you later. Gặp lại sau nhá. Để gặp lại sau thì là sớm gặp lại. Này, cái khác gặp see nhau. You later. See you later. Còn thiếu cái chữ L ở đây này. Đấy, see you later. Như thế là hôm nay thầy Toàn... Thầy Toàn cũng biết nhiều thứ hết nhỉ? Biết nhiều thứ, tức là cũng tuổi teen đấy, mặc dù tuổi hơi cao nhưng mà phong cách vẫn còn teen lắm. Nhiều từ biết, nhưng mà chỗ này đừng nhầm, XOXO đừng nhầm với XXX nha. Nhiều từ như thế là hôm nay cô Hoàng Xuân đã giúp cho chúng ta một số cái gọi là viết tắt à? Viết tắt trong tiếng Anh một trong quá trình ký hiệu viết tắt chat chít hoặc là của... gửi tin nhắn. Cái này không phải mỗi tuổi teen đâu, cô nói tuổi teen là sai lầm, tôi hết tuổi teen mà vẫn cứ dùng. Thầy á, thầy dùng với ai vậy? Chuẩn bị dùng với cô Sơn. Hy vọng rằng chúng ta đều hiểu những cái ngôn ngữ này để có thể chat chít một cách nhanh chóng, và hy vọng rằng chúng ta học ngày càng tốt hơn tiếng Anh để biết thêm về nhiều thứ, trong đó có việc là viết tắt. Và chúc cho cô Hoàng Xuân và học sinh của cô học tiếng Anh ngày càng tự tin và điểm số thành tích luôn luôn bùng nổ tiếp theo trong giai đoạn tới. Cảm ơn thầy nhá. Và nếu như mà chúng ta muốn thầy Toản hướng dẫn chúng ta thêm những cái ký hiệu viết tắt như thế này nữa thì chúng ta hãy nhớ gì physics bài vật lý. Physics bài vật lý được ạ. Cái gì? Chúng tôi sẽ dạy tiếng Anh vật lý bằng tiếng Anh. Thì physics bài English. Đó. Ok, rồi. Và thực ra là có rất là nhiều học sinh muốn cô Xuân đưa ra một số cái video liên quan đến hướng dẫn phát âm rồi là thì cô sẽ hy vọng rằng cô sẽ tạo điều kiện cho thầy trò chúng tôi có những cái buổi training trực tiếp như thế
À không, trên link, trên mạng để cho các bạn có cái tự tin. Thế thì hôm nào chúng ta lại làm một cái video nữa để thử thách thầy Toản phát âm xem thế nào nhá. Xem thầy Toản với cả các em học sinh thì mỗi một cái từ như vậy thì ai sẽ phát âm chuẩn hơn. Cô hứa rồi và hy vọng rằng chúng ta sẽ đến với cái video tiếp theo. Và nếu như chúng ta mong chờ một cái video như vậy sớm thì chúng ta hãy nhớ. Và những vấn đề cần cô Xuân hỗ trợ môn tiếng Anh, chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi comment bên dưới cái video này để cô Xuân sắp xếp thời gian và giúp đỡ thầy trò chúng ta để gần gũi hơn môn vật lý, môn tiếng Anh và học sinh tự tin hơn để thi cử. Xin chào tạm biệt các em. Chào các em nha. Bye bye.